Hôm nay Thao Chim Cú Gáy xin chia sẻ một cái clip này cho anh em nào đang mùa nuôi chim non. Đây là những chú năm một ổ, năm chú chòe than, gọi là chim chích chòe đấy. Thì các bạn chuẩn bị cho mình cái cám gà con, các bạn pha sột sệt như thế này. Đó. Sột sệt. Đó. Và các bạn pha sột sệt, các bạn ngoáy lên. Cái này là pha xong là dùng luôn, tươi luôn. Đó. Này là nó mình cho thêm tí cám vào cho nó đặc. Đó, sột sệt như này bác nhá. Thì về cơ bản các bạn muốn nuôi nó hiệu quả mà nó sạch sẽ thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa như này. Cái đường kính của nó khoảng tầm 12 phân và các bạn bện một cái vòng tròn rơm, các bạn để này. Đấy, các bạn có thể để một cái hộp giấy thay cái khay này. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái bãi phân của nó. Thì đầu chim này nó rất sạch, khi nó mà ỉa bao giờ nó cũng cong cái đuôi lên mà nó ỉa phân rơi ra ngoài. Đấy. Thì các bác nên các bạn lên bón vòng tròn và nó không nó sẽ và dạ. Chim ấy, chim chích chòe. Bón như này là khoảng sau hai lần bón thì chúng ta cho uống nước một lần. Hai lần, loại này là nó là diều trong, nên ra các bạn bón vừa phải thôi. Bón nhiều khi nó há mồm theo bản năng. Đấy, các bạn nên rất là đẹp. Đây là cái bãi phân của nó vừa mới rơi ra. Thank you.
rồi. No rồi. Bây giờ là cho nó uống, cho nó tráng miệng. Tráng miệng này là rất tốt. Nó uống nước lên là nó không bị bẩn cái khoang miệng. Đó. Nhích khoảng 2cc thôi. Nó không bị loét miệng. Nó không bị bẩn. Đấy. Uống nước. Đấy. Đấy, mồm nước sạch. Đấy. Hy vọng là chỉ chia sẻ thôi nhá. Anh em nào biết rồi thì đừng ném đá ném gạch. Mà anh em nào chưa biết thì có thể comment hoặc là like đăng ký kênh của mình. Đó, vừa uống nước xong. Uống nước thì những cái vành mép này nó rất là sạch. Đấy. Đây này nó là diều trong, các bạn cho ăn uống vừa phải thôi. Cứ khoảng 2 đến 3 tiếng các bạn cho ăn một lần. Đó. Cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cua Gai Hay của Thao. Số điện thoại là 01 63 530 9 82.